Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Israel cấp tập tiếp tế cho binh sĩ ở Gaza, nghi sắp đánh lớn. Các đoàn xe tiếp tế cho quân đội Israel đạn dược, thiết bị, nhiên liệu tiến vào dải Gaza mỗi ngày, trong bối cảnh một số dấu hiệu cho thấy sắp có chiến dịch lớn. Theo báo Time of Israel, ngày 6 tháng 11, quân đội Israel đang cấp tốc tiếp tế cho các đơn vị đang ở bên trong dải Gaza. Các đoàn xe tiến vào Gaza mỗi ngày, cung cấp cho quân đội đạn dược, thiết bị, thực phẩm, nước, nhiên liệu và vật tư y tế. Chỉ huy quân đoàn hậu cần của Israel, tướng Haim Maski cho biết, việc tiếp tế diễn ra vào ban đêm. Chúng tôi đảm bảo cung cấp cho mỗi người lính những trang bị phù hợp với họ. Ông Maski nói thêm, quân đội Israel cho biết, cho đến nay họ đã cung cấp một số lượng không xác định đạn, súng cối, xe tăng cho các đơn vị ở Gaza. Ngoài ra, hơn 1 triệu lít nhiên liệu, hàng chục nghìn tấn lương thực và hàng nghìn lít nước cũng đã được chuyển vào đây. Chỉ huy đơn vị bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí của Israel, tướng Ariel Sima cho biết, quân đội đảm bảo các đoàn xe được bảo vệ tốt khi tiến vào Gaza. Đơn vị này cũng nhận trách nhiệm sửa chữa các khí tải đã hư hỏng để sớm đưa trở lại chiến trường. Rất ít xe của quân đội bị hư hỏng nghiêm trọng đến mức không thể sửa chữa được. Hầu hết những chiếc bị trúng đạn đã quay trở lại chiến đấu, ông Sima nói thêm. Hôm 27 tháng 10, quân đội Israel xác nhận đã tiến vào dải Gaza và ở đó kể từ đấy đến nay. Theo truyền thông Israel, nhiều đợt tấn công mang tính chất dọn đường đã được thực hiện trong 24 giờ qua. Điều này làm dấy lên nghi vấn Israel sắp đánh lớn. Các cuộc tấn công diện rộng nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng Hamas đang kiểm soát dải Gaza đã diễn ra đêm qua, nhắm vào nhiều chỉ huy chiến trường của Hamas, theo báo Time of Israel. Quân đội Israel cũng ngầm xác nhận đã lên kế hoạch tiến vào thành phố Gaza bằng vũ lực, có thể trong vòng 40 tiếng đồng hồ nữa tính từ ngày 5 tháng 11. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo bất cứ ai đang ở tại thành phố Gaza là đang mạo hiểm tính mạng của chính mình. Điều đó càng củng cố thêm lo ngại Israel sắp sửa tiến vào thành phố lớn nhất dải Gaza bằng một chiến dịch quân sự lớn. Trong diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu thông báo nước này sẽ chuyển vài chục xe bọc thép cho quân đội Liban. Theo ông Lecornu, việc gửi xe bọc thép nhằm tăng cường quân đội quốc gia Liban để lực lượng này có thể phối hợp tốt với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc khi căng thẳng gia tăng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Nữ binh sĩ Israel bị đâm ở Jerusalem. Một nữ binh sĩ Israel ở độ tuổi 20 đã bị đâm trọng thương ngày 6 tháng 11. Theo quân đội Israel, kẻ tấn công được xác định là một người Palestine và đã bị bắn hạ. Sự việc xảy ra ở khu vực đông Jerusalem. Trước đó, hôm 30 tháng 10, một binh sĩ Israel khác cũng đã bị một người Palestine đâm tại khu vực. Nghi phạm cũng đã bị bắn hạ ngay sau đó. Liên Hợp Quốc yêu cầu lệnh ngừng bắn tại Gaza ngay lập tức. Trong một tuyên bố chung đưa ra, các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc khẳng định toàn bộ người dân tại dải Gaza đang bị bao vây và tấn công. Hôm 6 tháng 11, các nhà lãnh đạo của Liên Hợp Quốc khẳng định tổn thất về người do xung đột ở Gaza là đã quá đủ và yêu cầu ngừng bắn nhân đạo. Lời yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh có thêm hàng chục người đã không qua khỏi trong các cuộc tấn công hôm qua từ máy bay chiến đấu của quân đội Israel. Trong tuyên bố chung đưa ra, các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc nhấn mạnh toàn bộ người dân đang bị bao vây và bị tấn công, không được tiếp cận những nhu yếu phẩm cần thiết, bị đánh bom trong nhà, nơi trú ẩn, bệnh viện và nơi thờ tự. Điều này là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. 30 ngày giao tranh là đã quá đủ. Tuyên bố được 18 bên ký kết bao gồm Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Giám đốc Viện trợ Liên Hợp Quốc Martin Griffiths. Theo báo cáo của các cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát, gần 9.800 người Palestine đã không qua khỏi, trong khi lực lượng Israel đã bao vây Gaza, khiến khu vực này đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về những tổn thất dân sự. Cuộc không kích gần đây nhất vào đêm qua của quân đội Israel vào bệnh viện ung thư Rantisi ở Gaza khiến 8 người Palestine không qua khỏi. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công là nhằm vào các đường hầm, những kẻ khủng bố, các khu quân sự, các trạm quan sát, các trạm phóng tên lửa chống tăng. Thế sự đảo lộn sau một tháng xung đột Israel-Hamas. Một tháng sau khi Israel bị tàn phá bởi các cuộc tấn công của Hamas, cuộc sống của cả người Palestine và Israel đã bị đảo lộn khi Tel Aviv phát động cuộc chiến trả đũa ở dải Gaza. Cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của lực lượng Hamas vào các khu vực phía nam Israel đã làm ít nhất 1.400 người không qua khỏi, hầu hết là dân thường, và gây tổn thương sâu sắc cho đất nước này. Dải Gaza, lãnh thổ với 2,4 triệu dân,
nằm trong một trong những khu vực đông dân nhất trên trái đất, đã bị biến thành chiến trường khốc liệt bởi các cuộc không kích và tấn công trên bộ sau khi Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas. Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết gần 9.500 người đã không qua khỏi. Al-Quds, nhật báo Palestine được đọc nhiều nhất, viết rằng Gaza đã trở thành nghĩa địa cho hàng nghìn người dân vô tội. Nhật báo Haaretz của Israel viết, có cảm giác như là chúng ta phải tự ép mình tin rằng đây thực sự là một thực tế mới. Sự thay đổi do chiến tranh gây ra là toàn diện về thiệt hại nhân mạng, vật chất, đi kèm với những lo lắng, thay đổi chương trình nghị sự của đất nước và đảo ngược hoàn toàn các quy ước chính trị cũ từ mọi khía cạnh có thể xảy ra. Thùng thuốc súng. Theo AFP, lo ngại đã gia tăng về khả năng xảy ra xung đột trong khu vực. Iran, đồng minh của cả Hamas và Hezbollah ở Liban, cảnh báo tình hình có nguy cơ leo thang mất kiểm soát ở một Trung Đông đang biến thành thùng thuốc súng. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ lo ngại về việc tất cả thành phần trong mạng lưới đe dọa của Iran sẽ gia tăng các cuộc tấn công có nguy cơ tính toán sai lầm hoặc đẩy khu vực vào chiến tranh. Cố vấn quân sự Mỹ đang ở Israel và hai nhóm tàu sân bay Mỹ đã được triển khai tới phía đông Địa Trung Hải. Khi căng thẳng gia tăng, quân đội Israel cũng được đặt trong tình trạng báo động ở biên giới phía Bắc với Liban. Phá vỡ một tháng im lặng, hôm 3 tháng 11, người đứng đầu Hezbollah Hassan Nasrallah cho hay tất cả các lựa chọn leo thang xung đột ở biên giới Liban với Israel đang được để ngỏ, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ về cuộc chiến. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder nói, ông không nghĩ rằng Hezbollah sẽ leo thang giao tranh và một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, AFP dẫn lời ông Avi Melames, chuyên gia Israel về quan hệ Trung Đông, cảnh báo Hezbollah có năng lực quân sự vượt trội gấp 10 lần Hamas, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước Israel. Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng đối đầu bất kỳ sự leo thang nào ở bờ Tây, nơi mà bạo lực trở nên dữ dội hơn kể từ khi chiến sự Gaza nổ ra. Cực đoan hóa. Israel từng được ca ngợi về sức mạnh quân sự và tình báo, nhưng danh tiếng đó đã bị tổn hại nghiêm trọng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Saris Tehavi, một bà mẹ ba con và là trung tá dự bị, lo ngại Hezbollah sẽ bắt chước Hamas và xâm nhập vào miền Bắc. Đối với Omar Asu, cư dân Gaza, 18 tuổi vào năm 1948, khi nhà nước Israel được thành lập, những gì đang diễn ra thật nguy hiểm. Ông lo ngại bạo lực sẽ gây ra một Nakba thứ hai, ám chỉ cuộc di cư hàng loạt của khoảng 760.000 người Palestine, theo số liệu của Liên Hợp Quốc sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel lần đầu tiên vào năm 1948. Theo Claude Klein, cựu trưởng khoa luật của Đại học Do Thái ở Jerusalem, khả năng giải quyết hòa bình là rất xa vời. Đối với cựu Bộ trưởng Palestine Gastan Katit, giảng viên tại Đại học Binges ở bờ Tây, sự cực đoan hóa đã được củng cố mỗi bên trong cuộc xung đột và dẫn đến sự hoài nghi sâu sắc về một giải pháp hòa bình. Thưa quý vị, căng thẳng ở dải Gaza đang ngày càng bị đẩy lên cao trào khi hai bên xung đột liên tục không kích tấn công lẫn nhau. Ngay sau tối hậu thư, Israel tuyên bố chỉ ngừng bắn ở Gaza khi Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin. Rạng sáng 5 tháng 11, lực lượng Hamas đã phóng một loạt rocket về khu vực biên giới Israel để đáp trả lại tối hậu thư của nước này. Rạng sáng 5 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel cho biết lực lượng Hamas ở Gaza được cho là đã phóng ít nhất 8 quả rocket về phía biên giới Israel. Israel ngay sau đó tuyên bố đã đánh chặn thành công 6 trong số 8 rocket được phóng từ Gaza. Truyền hình Israel đã phát hình ảnh cho thấy hệ thống phòng không vòm sắt của nước này đã đánh chặn các rocket được cho là của Hamas phóng từ Gaza. Cảnh sát Israel đưa ra thông báo cho biết đang tiến hành rà soát để xác định những thiệt hại mà mảnh vỡ rocket có thể gây ra ở khu vực Tel Aviv và miền trung Israel. Thông cáo của cảnh sát Israel nêu rõ, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân ở yên trong những nơi an toàn, tránh tiếp cận hiện trường, không chạm vào các mảnh vỡ rocket bởi chúng có thể chứa nguyên liệu độc hại. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đề nghị người dân lập tức trình báo khi phát hiện mảnh vỡ tên lửa hoặc về những khu vực bị hư hại do rocket. Lực lượng phòng vệ Israel đã đẩy mạnh cuộc tấn công trên bộ vào phần bắc phía dải Gaza ngày 4 tháng 11, trong đó bộ binh và xe tăng phải đối phó với nhiều nỗ lực kháng cự khi các thành viên Hamas ra khỏi đường hầm để tấn công quân đội Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết lực lượng này đã tiêu diệt một số tay súng và xác định được vị trí của các đường hầm, sau đó sẽ phá hủy các đường hầm này. Trong một lần chạm trán, lực lượng mặt đất đã chiến đấu với một nhóm gồm 15 thành viên Hamas, tiêu diệt một số tay súng và pháo kích vào các trạm quan sát của Hamas. Quân đội Israel cũng tiếp tục thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu của Hamas trên khắp dải Gaza,
họ đã tấn công khoảng 120 mục tiêu ở dải Gaza suốt cả ngày, trong đó có cả các khu nhà của Hamas và các vị trí phóng chống tăng. Các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công một địa điểm của Hamas trên một nóc tòa nhà, cũng như một đường hầm gần tòa nhà này sau khi nhận được thông tin tình báo thu thập được từ cuộc thẩm vấn một thành viên của Hamas. Không chỉ xung đột tại dải Gaza diễn biến phức tạp, mà giao tranh ở khu vực biên giới phía bắc của Israel giữa quân đội nước này và lực lượng Hezbollah tại Liban cũng có chiều hướng leo thang khi hai bên liên tục thực hiện các cuộc tấn công qua lại. Lực lượng Hezbollah ngày 4 tháng 11 cho biết đã tấn công 5 địa điểm tại Israel dọc theo biên giới, đồng thời sử dụng một tên lửa có sức công phá lớn chưa từng được sử dụng trước đó. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã không kích một kho tên lửa và một trạm quan sát của Hezbollah. Xe tăng và pháo binh nước này cũng liên tục nã pháo vào các mục tiêu trong lãnh thổ Liban, chủ yếu là các cơ sở quân sự của Hezbollah. Giao tranh tiếp diễn trong bối cảnh trước đó một ngày, người đứng đầu Hezbollah cảnh báo nếu Israel không chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza, xung đột hiện nay có thể lan rộng thành một cuộc chiến khu vực. Về phần mình, Israel tuyên bố không muốn rơi vào cuộc chiến khác tại biên giới phía Bắc, dù nhấn mạnh quân đội nước này sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống. Chiến sự tại dải Gaza tiếp tục leo thang dữ dội, bất chấp nhiều lời kêu gọi và đề xuất ngừng bắn quốc tế. Trong đó, quân đội Israel đẩy mạnh tấn công bộ binh kết hợp duy trì không kích cường độ cao vào hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza, khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, Hamas đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài ở dải Gaza. Họ tin rằng áp lực quốc tế sẽ buộc Israel chấm dứt cuộc bao vây khi thương vong dân sự ngày càng tăng và khi đó Israel có thể sẽ phải ngừng bắn và giải quyết bằng thương lượng. Cơ quan Y tế Palestine ở dải Gaza ngày 4 tháng 10 cho biết đã tiếp nhận thêm gần 100 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích mới nhất của quân đội Israel vào dải Gaza 24 giờ qua. Trong đó, 3 cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất là cuộc không kích đoàn xe cứu thương khiến 16 người thiệt mạng, cuộc pháo kích vào trường học Osama Bin Zayed khiến 15 người thiệt mạng và cuộc oanh tạc vào bệnh viện Al-Shifa khiến gần 20 người thiệt mạng. Toàn bộ thương vong được cho đều là thường dân, trong đó có rất nhiều trẻ em. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết xe tăng và hàng nghìn binh sĩ nước này tiếp tục siết chặt vòng vây thành phố Gaza ở khu vực phía bắc Gaza, loại khỏi vòng chiến đấu một số lượng lớn các tay súng Hamas sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội. Hai nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo Hamas cho biết lực lượng này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài ở dải Gaza và tin rằng họ có thể kìm hãm bước tiến của Israel đủ lâu để buộc đối phương phải đồng ý ngừng bắn. Theo các nguồn tin, Hamas, lực lượng nắm quyền kiểm soát dải Gaza, đã dự trữ vũ khí, tên lửa, thực phẩm và vật tư y tế. Nhóm này tự tin rằng hàng nghìn chiến binh của họ có thể sống sót qua nhiều tháng trong một thành phố có mạng lưới đường hầm sâu bên dưới lòng đất ở Gaza và khiến lực lượng Israel thất vọng bằng chiến thuật du kích đô thị. Hamas tin rằng áp lực quốc tế sẽ buộc Israel buộc phải chấm dứt cuộc bao vây khi thương vong dân thường ngày càng gia tăng. Khi đó, Israel có thể sẽ phải ngừng bắn và giải quyết bằng thương lượng. Trong đó, Hamas sẽ đưa ra nhượng bộ như thả các con tin Israel để đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine. Theo 4 thủ lĩnh Hamas, một quan chức khu vực và một nguồn tin am hiểu chính sách của Nhà Trắng, Hamas đã nói rõ với Mỹ và Israel tại các cuộc đàm phán con tin gián tiếp do Qatar làm trung gian rằng họ muốn Israel thả tù nhân để đổi lấy con tin. Về lâu dài, Hamas muốn chấm dứt cuộc phong tỏa kéo dài 17 năm qua của Israel đối với dải Gaza, cũng như ngăn chặn việc Israel mở rộng khu định cư và chấm dứt những hành động cứng rắn của lực lượng an ninh Israel tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, thánh đường Hồi giáo linh thiêng nhất ở Jerusalem. Ngày 2 tháng 11, các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza, nói rằng người Palestine trong khu vực đang đối mặt với nguy cơ diệt chủng nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia nhận định cuộc khủng hoảng ngày càng có nguy cơ lan rộng và không có kết cục rõ ràng cho cả hai bên. Azeb Ziaden, chuyên gia người Palestine về các vấn đề quốc tế tại Đại học Qatar, cho biết Hamas chắc chắn phải có kế hoạch dài hạn hơn sau cuộc tấn công với Israel. Theo ông Ziaden, Hamas không thể tham gia vào một cuộc tấn công như vậy nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ hoặc chưa huy động đủ lực để đạt được kết quả. Nguồn tin am hiểu về quan điểm của Nhà Trắng cho hay, Mỹ dự đoán Hamas sẽ cố gắng đẩy lực lượng Israel vào cuộc chiến trên từng con phố ở Gaza và gây thương vong quân sự đủ lớn để tác động đến sự ủng hộ của công chúng Israel đối với một cuộc xung đột kéo dài. Hamas có khoảng 40.000 chiến binh.
họ có thể di chuyển xung quanh Gaza bằng mạng lưới đường hầm kiên cố rộng lớn, dài hàng trăm km và sâu tới 80 mét, được xây dựng trong nhiều năm. Theo chứng kiến của người dân và qua các video hôm 2 tháng 11, các chiến binh Hamas ở Gaza đi ra từ đường hầm để bắn vào xe tăng, sau đó lại biến mất dưới các đường hầm. Quân đội Israel cho biết đơn vị công binh đặc nhiệm Jahalom đang phối hợp với các lực lượng khác để xác định và phá hủy các đường hầm ở Gaza. Trên mặt trận ngoại giao, Ngoại trưởng 5 nước Ả Rập gồm Ai Cập, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordan, Qatar và Ngoại trưởng Palestine nhóm họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Amman của Jordan để thảo luận tình hình chiến sự với trọng tâm là thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Gaza và giải cứu các con tin người Mỹ bị Hamas bắt giữ. Trước cuộc gặp này, các ngoại trưởng Ả Rập có cuộc họp riêng để thống nhất lập trường của khối Ả Rập với cuộc khủng hoảng hiện nay tại Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Tel Aviv ngày 3 tháng 11 là chuyến thăm Israel thứ hai trong vòng 3 tuần. Ngoài mục tiêu tái khẳng định cam kết ủng hộ của Mỹ dành cho Israel, chuyến thăm còn nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Gaza, đồng thời tìm hướng giải cứu khoảng 10 công dân Mỹ bị lực lượng Hamas bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10.